Mời mọi người cùng đi thăm lưới cá và di chuyển lưới này. Nếu lưới này bị đoạn quá sẽ thu về, và nếu không bẩn thì sẽ di chuyển xịt qua cái lùm cây này để cho nó khỏi vướng, khỏi mắc. Giặt hết rồi cái đầu cây. À, có con kia. À, có con gì đây? À, cá rô. Cứu cá rô, ở dưới tràn ba nha mọi người. Cứu cá rô. Gỡ cho nó sạch lưới này, sẽ di chuyển xuống dưới lùm cây một tí. À, nước lên to mình kéo lưới ra ngoài kia, rồi nước xuống dạt hết vào đầu mũi đèn, nên là nó mắc lưới. Rác lắm, nước suối chảy ra. Đẩn thằng tí nữa mình nó thu với đầu lưỡi ra cho nó khỏi mắc nữa, đỡ mắc nữa, nó khó tí nữa thu lưới luôn. Đầu le mắc lưới thì thôi rồi. Thu lưới này rồi.
không để lại được rác vượt qua được cái chỗ này cả nhà. Đây chỗ này bị xoắn lưới thì sáng có cá với rác mà xoắn lưới nữa thôi, chú lưới này thôi xoắn hết rồi. Ngắm này mát về mùa hè được đi ngắm này đã mát rồi. Chuyển cái để chơi tự do nhỉ, tệ cứ nhận lấy sau. Không xem con nào thu cái lưới này lại tí em về.